À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để các bước lần trước thì mình đã hướng dẫn thêm chữ rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để trình bày cái chữ đó vào trong bức ảnh cho nó đẹp. Rồi thì để bắt đầu chúng ta có những cái chữ. Mình đã có nhiều cái hướng dẫn trước để chúng ta xử lý chữ với lại cái vector rồi cái icon, cái shape rồi sử dụng cái phông sao cho nó hợp lý rồi. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ sử dụng một người chuyên làm phông kiểu này luôn, đó là của bác Nguyễn Thanh. Nhưng mình nhìn đây là copyright của Lại Văn Hòa. Không sao, cảm ơn hai bác luôn. Đây là bộ Premium Collection. Các bạn có thể vào Group Blend and Retouch tìm bác Nguyễn Thanh thì sẽ có cái link để tải cái này ha. Hoặc các bạn cũng có thể thôi các bạn vào đi liên hệ với bác Nguyễn Thanh ha. Rồi ở đây thì mình sẽ có những cái bức hình. Đây mình sẽ sử dụng stock của bạn, bạn này tên gì rồi để coi. Stock của bạn Trần Thanh Tùng, rất đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ có cái bộ Premium Collection tag này để mà add vào, thì mình sẽ tìm cái này nào đấy để phù hợp với cái bức ảnh này. Tuy nhiên mình sẽ xử lý bức ảnh này lại một chút bởi vì mình cảm thấy nó hơi sáng. Rồi chúng ta sẽ giảm sáng đơn giản bằng cách Ctrl J trở lên, Ctrl J ha, để mà nhân đôi cái này lên và chọn Multiply. Ở Multiply này thì nó sẽ so sánh cái ảnh này với lại ảnh dưới và dìm bớt những cái làm tối đi cái những cái pixel trùng màu nhau. Thì đây cả hai ảnh là như nhau cho nên tất nhiên nó sẽ làm tối đi cả bức ảnh và nó sẽ làm tối đi bức ảnh, nó rất là đồng đều, màu nào nó chìm màu đấy thì nó sẽ đẹp hơn. Ở đây mình sẽ giảm opacity xuống một chút còn khoảng cỡ 35 số cho nó đẹp. Rồi Ctrl Shift Y gộp lại ha. Rồi tiếp tục mình chọn một cái nào đấy, ví dụ như là này gì đây, lời tạm biệt muộn màng, Counting Stars. Chưa chặt nhìn ngó lên trời đếm sao. Rảnh quá. Thôi được, cái Counting Star này không được. Chọn cái nào nhỉ? Mình đang tìm What make you beautiful. Ôi đó, đang chọn nó không biết. Thì vào cái bảng mình sẽ đè phím Control ha, hoặc là bạn click vào Move Tool này cũng được. Và cầm kéo nó sang cái bức ảnh của chúng ta. Click vào, click vào thả. Nó sẽ có cái này. Như các bạn thấy ở đây, mình để nguyên màu trắng không mà nhìn thấy cũng thấy tương đối tốt. Nhưng mà mình sẽ muốn làm cho nó gọi là gì ta? Nó tương đối nó phải có tí ạc ạc. Nó ạc. ART ạc rồi ạc. Thì đây mình sẽ cho nó một cái blending mode. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về blending mode overlay. Overlay ở đây các bạn có thể thấy cái hiệu ứng của Blending Mode Overlay vừa được mình xác lập, apply vào trong cái layer chữ này ha. Mình sẽ để là tag. Thì mình vừa để cái tag này overlay. Thì tại sao lại có cái hiện tượng là cái này, nó tại sao nó lại đưa ra kết quả như vậy? Thì cái overlay này thì nó là cái sự kết hợp của Multiply và Screen. Cái Multiply này thì mình đã nói rồi. Cái Multiply thì nó làm cho bức ảnh của chúng ta nó trở nên tối hơn. Nó sẽ so sánh cái màu của cái layer mình đang thao tác đối với lại những cái layer ở phía dưới. Thì nó sẽ làm tối đi, so sánh làm tối đi, giữ nguyên màu của màu gốc và làm tối đi. Còn cái Screen nó làm ngược lại. Ở đây mình sẽ Ctrl J lên để có hai cái layer này ha. Và mình sẽ để Screen. Các bạn có thể thấy nó ngược hoàn toàn với lại cái Multiply. Nó so sánh với ảnh đang thao tác và làm cho cái bức ảnh nó sáng lên. Thì ở đây cái text của chúng ta nó lại không có trùng màu như vậy mà nó xóa này đi. Text này ha. Nó không trùng màu mà nó làm cho cái chữ này nó trở nên tốt hơn. Đấy. Rồi. Tại sao như vậy? Mình vừa nói rồi cái overlay này thì nó kết hợp của hai thằng kia. Cái overlay này thì nó lại có tác dụng gần giống, đó là giữ lại cái màu đang mình đang thao tác
trộn với lại cái layer dưới và làm phản xạ lại, ánh xạ lại, tức là nó sẽ làm cho những cái vùng tối nó tương đối nó phản sáng lên. À, chúng ta có thể thấy ở đây cái màu xanh nó sẽ được đẩy lên, nó sẽ sáng hơn. Ví dụ ở đây bạn có thể thấy ở hai cái vùng này, cái màu ủa, cái gì đây, đây cái màu phần ở trên này với lại cái màu phần ở dưới này, cái màu phần trên này nó hơi sáng hơn so với phần ở dưới này nó hơi bạc bạc, cho nên các bạn có thể thấy có một cái độ chuyển màu rất là đẹp, độ chuyển rất là mịn, và do đó nó sẽ làm cho bức ảnh, cho cái text của chúng ta nhìn nó rất là hòa hợp với lại cái màu. Tuy nhiên ở cái phần này nó bị dính như vậy, đó là khi chúng ta sử dụng cái overlay cho text màu trắng, thì khi bạn đưa ra màu trắng nó sẽ hòa trộn kiểu này, nó giữ màu trắng lại và làm sáng màu trắng lên so với ở dưới đây màu trắng rồi, kết quả không thì chữ. Cho nên là nó sẽ là không được hay, cho nên là mình sẽ thử ở đây mình sẽ đổi cái màu của này lại, mình sẽ để đồ màu đi cho dễ thấy ha, đổi cái màu này lại thành màu đen, ở đây nó đang màu trắng rồi, mình cần chuột y đảo màu lại để ra là màu đen, và mình sẽ để overlay 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 overlay. Rồi kết quả ở đây các bạn có thể thấy ở cái vùng màu xanh này nó lại mang hơi tối, cho nên khi mà nó trộn lại với màu đen, hai thằng này có cái tông màu tương đối tối và kết quả đưa ra màu đen. Các bạn có thể thấy ở đây phần màu trắng này nó sẽ hiện ra cái phần màu xanh này, tức là bản chất của cái phần này nó có một chút màu xanh, cho nên là khi nó ánh lên nó sẽ làm sáng lên một cái phần màu xanh ở đây. Tuy nhiên ở những vùng màu tối này nó sẽ mất hoàn toàn, nó chỉ còn lại màu đen thôi. Và lạ một cái khi chúng ta đem vào đây, các bạn có thể thấy nó sẽ lại trở lại thành màu trắng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì như cái như mình đã nói ngay từ đầu, nó là tác dụng của cái screen, nó làm cả modify và screen, và ở cái tác dụng của cái screen này thì nó lại lọc bỏ hoàn toàn màu đen để lại màu trắng. Đó. Cho nên là ở cái layer text này nó đang màu đen, nó khử mất tiêu luôn, không thấy gì hết. Cho nên là kinh nghiệm là như vậy. Nếu như các bạn sử dụng cái chức năng Planning Mode Overlay này á, thì mình sẽ sử dụng cái text màu đen cho những cái vùng có màu rõ nhưng mà vùng màu trắng, nó màu sáng. Nếu màu sáng chúng ta sử dụng màu đen, ha. Còn nếu nó là màu tối thì chúng ta sẽ sử dụng màu trắng. Đây mình sẽ Control, để phím Control và click vào thumbnail này ha, và click Control Y đảo màu lại, thì các bạn có thể thấy nó sẽ đẹp hơn. Màu trắng ở trên nền tối, màu đen trên nền sáng và sử dụng overlay. Nếu như màu trắng để ở dưới này thì nó không có được đẹp. Đây mình sẽ Ctrl Y. Ctrl Y này. Đó. Rồi, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, ở đây mình sẽ không sử dụng cái overlay. Ở đây cũng là một cái ví dụ khác của cái overlay ha. Đây mình sẽ sử dụng đây mình đã sử dụng màu đen. Kéo giờ ra chút xíu, đã sử dụng text màu đen với overlay nhìn nó khá là ok. Còn ở cái cách thứ hai chúng ta không sử dụng overlay, và chúng ta sẽ có một cái tí biến tấu hơn. Ở cái cách vừa rồi mình sử dụng overlay thì nó sẽ giúp cho chúng ta thêm text, nhưng mà cái text đó chỉ là cái yếu tố phụ thôi so với lại cái chính. Như cái bức của hồi nãy thì bạn nữ kia thì mới là nhân vật chính trong bức ảnh, và mình muốn text để mà nó làm dạng như là một cái thêm thắt thôi, cho nó đẹp hơn chút xíu thôi. Còn ở đây mình không muốn cái này, mà mình muốn show cái text của mình nó ra được rõ ràng, và mình sẽ chỉ sử dụng cái text thôi, thì làm sao? Ở đây đây rồi, đâu rồi, mình đang tìm cái keo tính star đây, keo tính star cảm kéo quá đây, cho nó tương đối lên chút xíu rồi. Rồi giữa rồi, ví dụ mình đây mình để overlay, các bạn có thể thấy có nhiều chi tiết nó không thực sự nổi bật. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình muốn cho cái chữ này nó nổi bật chứ không phải là cái bức hình, cho nên là mình sẽ làm như sau.
cái này chủ yếu để chúng ta biểu diễn cái nghệ thuật chữ ha, typography á. Thì mình sẽ cần control J thằng này lên, cần control J cái background lên ha. Chúng ta sẽ tìm những cái background nào nó tương đối tốt một chút xíu, và tốt nhất là những cái bức ảnh đã được color grading màu rồi, tức là blend màu đó. Mình sẽ nhân đôi nó lên, và ở cái filter nhân đôi này thì mình sẽ chọn filter Gaussian blur, và blur nó lên ở một cái mức độ nào đấy nó vừa phải thôi. Ok, tầm này được rồi. Và mình tiếp tục tạo một cái thêm chữ vào ha, thêm chữ vào để em chút xíu thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo một cái shape control n hoặc là khóa cần cũng được, tốt nhất là có để mình tập quản trị cho dễ hơn. Mình sẽ tạo một cái shape, ví dụ như ở đây mình đơn giản mình tạo một cái shape hình chữ nhật, và nó sẽ màu trắng ở cái stroke. Stroke, cái stroke là mình sẽ để không màu, và fill mình sẽ để màu trắng. Cái này thì hình như là từ CS5 hay CS6 trở xuống là nó chưa có cái quản trị này, cái tool kiểu này. Thì nói chung là các bạn cứ tìm và tạo một điều chỉnh làm sao để tạo ra được một cái shape màu trắng vậy ha. Thì như mặc định là ở cái CS6 trở xuống là cho chúng ta nó chỉ làm đơn giản vậy thôi. Mình sẽ giảm opacity xuống khoảng cỡ 25. Tuy nhiên như vậy thì nó vẫn chưa đủ ấn tượng. Cho nên là mình sẽ để phím control ha, chọn vào cái này, chọn vào cái shape mà chúng ta vừa tạo đấy, tạo layer mask. Và chúng ta sẽ chọn lại ha, mặc định khi tạo layer mask, click ở đây tạo layer mask thì nó sẽ chọn cái layer mask, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đảo ngược lại, chọn lại cái shape và vào filter blur Gaussian blur resize luôn. Trong này ôi chết cha, nhầm 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 nhầm, xin lỗi. Mình sẽ tạo vùng chọn của cái chọn vùng chọn của cái shape ha, và chọn lại cái layer ở dưới và bấm Ctrl J thì nó sẽ ra một cái như thế này, để thấy đó, thì nó ra một cái khung như vậy. Mục đích của mình là sẽ làm cho cái phần ở trong này nó nhòe hơn so với phần ở ngoài. Ta sẽ control vào nó và chọn layer mask. Chúng ta sẽ có cái hình đã được layer mask, và chúng ta vào filter blur Gaussian blur và đẩy nó cao lên chút xíu. Cỡ này. Này, đây, được rồi. Rồi, ok. Đây sẽ có này cho màu đen đi. Đại khái vậy. Thì nó sẽ sang chảnh hơn chút xíu. để coi. Ở đây mình vẫn chưa thấy nó ổn, vì đang mất chi tiết ở đây. Ây chà, làm sao? Tốt nhất là cứ đẩy nó qua màu đen thì nó sẽ tương đối nổi. Các bạn có thể thấy ở đây cái màu, cái background ta đã bị dìm hàng, và bao nhiêu cái tập trung thì nó tập trung vào cái chữ của chúng ta hết. Thì đó là một cách các bạn có thể làm cho nó trông nghệ thuật hơn bằng những cái hình tròn, rồi thêm thắt một số hình ở ngoài chẳng hạn, ví dụ như một số bạn thích tạo hình tam giác chẳng hạn vậy. Thêm chữ vào hình tam giác nhìn nó cũng rất là đặc biệt. Có thể tạo những cái hình như vậy. Và ok, vậy là ổn rồi. Quên còn một cách nữa. Cái cách này là cách cơ bản nhất luôn. Nếu chúng ta không thích sử dụng Blending Mode, hay cũng không sử dụng những cái mà mình hướng dẫn, thì có thể sử dụng như sau. Đây mình sẽ, ôi chà, còn lửa ở đây. Thì đây, mình sẽ sử dụng như vậy. Mình sẽ sử dụng cái tag Hello Julie gì này. Clear. Normal. Overlay. Overlay. Đây. Mình sẽ di chuyển nó. Ở đây. Mình sẽ không sử dụng cái Blending Mode Overlay ha. Và mình sẽ đơn giản là tạo một cái màu cho nó thôi, fill một cái màu. Tuy nhiên là fill một cái màu nó không phải đơn giản là fill một cái màu đâu. Mình sẽ sử dụng như sau. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một cái màu tương phản với cái đống màu còn lại,
Cơ bản là như vậy. Ví dụ ở đây mình sẽ đè cái mình nhớ mình bỏ rồi mà sao nó còn effect ở đây ta, thôi kệ đi. Ví dụ như ở đây mình để cho cái chữ này nó lên cái nền trắng, và ở những cái vùng phần còn lại đa số là nền xanh, thì mình sẽ chọn làm cho cái chữ này thành cái màu xanh gần tương đối như thế này. Đây mình sẽ sử dụng cái eyedrop này ha, eyedropper này, và tăng cái eyedropper này cho chúng ta lấy cái mẫu màu, và ở cái phần sample size này sẽ cho chúng ta lấy cái mẫu, cái phạm vi lấy mẫu. Ở đây mình sẽ lấy khoảng cỡ 31 nhân 31, và mình sẽ lấy vào cái màu nó tương đối ok chút xíu, và đè phím control và fill cái màu đấy lên. À quên, fill màu foreground, fill màu chúng ta vừa chọn bằng đè phím alternate và delete ha, rồi là phím control D để bỏ vùng chọn. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó tương đối ổn rồi. À, đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ tìm thử một số cái hình khác. Như hình này chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ lấy đậm cái màu đó. Cái chữ này đây này cũng ấy à, bố con này chắc để chữ if electrical này hay hơn. If electrical để qua đây. Rồi, ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy cái chữ if electrical này đang nằm trên cái nền xanh, và tương phản cái nền xanh trong cái bức hình này chúng ta có màu vàng cái nền cát. Chúng ta sẽ chọn cái eyedropper và click vào cái phần nền vàng. Các bạn có thể đè phím này và nhìn ở cái phía dưới này tới khi nào nó tương đối ổn, mình thấy nó ổn thì được. Đè phím control chọn vào cái thumbnail của cái này ha, của cái layer text này, đè phím alternate delete. Các bạn có thể thấy nó rất là hòa hợp với bức ảnh chúng ta. Thì đó là cái cách đơn giản nhất. Rồi, trong cái tút này mình đã hướng dẫn cho các bạn ba cách đơn giản, đó là sử dụng cái Blending Mode Overlay, cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng Overlay rồi. Đồng thời là sử dụng phối hợp thêm cái shape nó tương đối phức tạp hơn, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta cái độ tập trung cao hơn vào trong cái text. Và cái cách cuối cùng là cái cách đơn giản là fill màu một màu, nhưng mà cũng phải có sự lựa chọn cho màu đấy, nó phải tương phản với những vùng vần màu phần màu nền của cái chữ. Rồi thì đơn giản cái tay cái tutorial này nó chỉ dừng lại như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tutorial này, và nhớ like subscribe cho mình nha. Cảm ơn.